Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 6, bài số 9 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay, bài số 9 phần thực hành sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở nha. Giả sử em có một cái phòng riêng khoảng 10 mét vuông và một số đồ đạc gồm có một giường cá nhân, một tủ để đầu giường, một tủ quần áo và một bàn học, hai cái ghế, một giá sách. Em hãy sắp xếp đồ đạc trong phòng như thế nào để thuận tiện cho sinh hoạt, cho học tập và cho nghỉ ngơi nhé. Trước hết mình sẽ chuẩn bị sơ đồ là phòng 2.5x4 theo tỷ lệ khu nhỏ. Như vậy mình sẽ khu nhỏ là theo tỷ lệ, ví dụ đây là 2.5m thì mình có thể vẽ 5cm ha. Đúng không? Thì bên từ đây bên đây sẽ là 8cm. Mình sẽ tính theo tỷ lệ khu nhỏ đúng không? Sơ đồ, một số đồ đạc cũng khu nhỏ tương ứng nha, đúng tỷ lệ khu nhỏ. Như vậy số 1 ở đây là cái giường đúng không? Số 2 là tủ đầu giường. Số 3 là tủ quần áo. Số 4 là bàn học đúng không? Số 5 là hai cái ghế. Số 6 là cái giá sách. Đây là sơ đồ phòng ở và sơ đồ một số đồ đạc. Như vậy hình này là hình sơ đồ phòng ở và một số đồ đạc nha. Và bây giờ mình sẽ sắp đồ đạc vô cái phòng của mình sao cho thuận tiện cho việc học tập, nghỉ ngơi và sinh hoạt đúng không? Như vậy là thực hành nhóm học tập, mình sẽ sắp xếp đồ đạc trên sơ đồ hoặc là trên mô hình. Đại diện các nhóm học tập sẽ trình bày tại lớp. Trước khi sắp xếp thì mình sẽ chú ý một số thứ sau. Góc học tập thì mình nên đặt ở vị trí yên tĩnh và đầy đủ ánh sáng, chẳng hạn như ở trước cửa sổ để đầy đủ ánh sáng. Giá sách thì mình đặt ngay cái góc học tập, để mình đang học tập mình muốn cầm sách hay cầm tập thì mình sẽ đứng lên, mình di chuyển gần để mình lấy cho nhanh đúng không? Còn giường ngủ thì mình cần đặt ở một góc nào đó kín đáo, không tránh gió bụi, tránh ánh mặt xa che, tránh ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào giường đúng không? Và tiếp theo là tủ quần áo thì mình sẽ để ở một góc phòng đúng không? Để không vướng đường đi của mình. Giờ tiếp theo mình sẽ sắp nha. Bây giờ thầy sẽ sắp đồ đạc vô cái phòng. Như vậy trước hết cái giường của mình, số 1 đây là giường, mình sẽ để ở một góc ha. Mình nhớ là cái giường mình sẽ đặt ở một góc để cho yên tĩnh, tránh gió bụi và tránh được ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào giường đúng không? Vì vậy mình sẽ đặt ở góc này sẽ là hợp lý đúng không? Đúng không? Yeah, tiếp theo mình sẽ đặt cái bàn học nha. Cái bàn học thì mình sắp theo thứ tự số 2 đi. Số 2 thì mình sẽ đặt là cái tủ đầu giường, thì mình sẽ đặt ở trên đầu giường đúng nha. Mình sẽ đặt ở trên đầu giường nha. Tủ đầu giường thì mình sẽ đặt ở trên đầu giường. Giờ tiếp theo là số 3 là tủ quần áo. Tủ quần áo thì mình cũng đặt ở một góc ở đây đúng nè, để mình không bị vướng đường đi của mình, và mình khi cần lấy quần áo thì mình đi đến góc mình lấy thôi đúng không? Giờ tiếp theo là số 4 là cái bàn học. Cái bàn học thì mình sẽ đặt ngay cái cửa sổ đúng không? để có ánh sáng vô để mình học tập, nó học vừa có ánh sáng vừa có gió, học tập nó sẽ thoải mái đúng không? Giờ tiếp theo là cái giá sách này mình sẽ đặt ở đâu? Giá sách thì mình sẽ đặt gần nơi cái bàn học của mình, để mình khi cần lấy sách, lấy vở thì mình sẽ đứng lên và mình lấy được liền đúng không? Còn cuối cùng là hai cái ghế, thì mình sẽ đặt một cái ghế ở vị trí trước cái bàn học và vị trí ở góc đúng không? Và đặt vị trí một cái góc đây. Mình có hai cái ghế, một cái mình để ngay cái bàn học, một cái thì mình để ngay cái góc đúng không ạ?
góc đây nha. Dạ, như mình sắp xếp xong cái phòng của mình đúng này. Như về phòng mình đã có được sắp xếp đầy đủ gồm có giường, tủ đầu giường, tủ quần áo, bàn học, hai cái ghế và giá sách, mình đã sắp xếp đầy đủ đúng này. Giờ tiếp theo, như mình xong phần bài giảng, còn cái phần trách nghiệm này thầy sẽ hướng dẫn cho các em thêm để các em nắm vững thêm cái bài giảng hôm nay nha. Giờ câu số 1, sắp xếp đồ đạc trong nhà hợp lý cần tân thêm mấy bước. Như vậy mình nhớ là mình sắp xếp theo 4 bước nha. Bước thứ nhất là mình sẽ chọn khu vực nhà ở. Mình sẽ chọn cái phòng nào để mình sắp xếp đồ đạc vô đó nha. Bước thứ hai là mình sẽ chuẩn bị đồ đạc trong khu vực. Như vậy là mình sẽ sắp những đồ đạc nào trong vô cái phòng đó thì mình sẽ chọn chuẩn bị trước nha. Sau đó mình vẽ sơ đồ sắp xếp theo tỷ lệ khu nhỏ giống như cái sơ đồ mà mình vừa mới học nha. Rồi bước thứ tư thì mình sẽ bắt đầu thực hiện sắp xếp theo cái sơ đồ mình đã làm đúng không? Như còn vậy là có tất cả 4 bước đúng không? Thì mình chọn câu đáp án C nha. Rồi như vậy câu số 1 mình sẽ chọn đáp án C. Rồi tiếp theo câu số 2. Bước thứ 3 khi tiến hành sắp xếp đồ đạc trong phòng là gì? Như vậy mình xem là bước thứ nhất là chọn khu vực nhà ở. Bước thứ 2 chuẩn bị đồ đạc trong khu vực. Và bước thứ 3 là vẽ sơ đồ đúng không? Như vậy vẽ sơ đồ sẽ là đáp án B đúng không? Câu số 2 mình sẽ chọn đáp án B nha. Rồi tiếp theo là câu số 3, trong phòng sinh hoạt chung không nên sắp xếp loại đồ đạc nào? Bàn tiếp khách. Trong phòng sinh hoạt chung thì mình thường hay sử dụng để tiếp khách, như vậy chắc chắn phải có bàn tiếp khách rồi. Có tủ trang trí luôn đúng không? Có tranh chiếu tường luôn, nhưng mà không có nên đặt bàn học. Bàn học mình nên để ở trong phòng của mình để mình học bài và những đúng không? Tiếp theo là câu số 4. Sau khi vẽ sơ đồ sắp xếp đồ đạc, ta sẽ cần làm bước gì tiếp theo? Như vậy mình nhớ là bước thứ 3 là sau vẽ sơ đồ thì bước thứ 4 mình sẽ thực hiện sắp xếp theo sơ đồ đúng không? Như vậy câu số 4 này mình sẽ chọn đáp án A đúng không? Giờ tiếp theo câu số 5. Nên đặt tủ quần áo ở vị trí nào trong phòng? Như vậy ở đây có 4 đáp án. Đáp án A là chính giữa phòng. Như vậy là chính giữa phòng mà không nên rồi đúng không nè. Ngay cửa ra vào tủ không nè. Ở góc phòng. Như vậy ở góc phòng là hợp lý đúng nè. Như vậy câu số 5 mình sẽ chọn đáp án là C, ở góc phòng. Thì nó sẽ không vướng cái đường đi của mình, không vướng cái phần sinh hoạt của mình. Tiếp theo là câu số 6. Bước thứ nhất khi tiến hành sắp xếp đồ đạc trong phòng là gì? Như vậy mình trước hết mình phải chọn khu vực nhà ở. Mình chọn cái phòng nào để mình sắp xếp đồ đạc trước đúng không? Như vậy câu số 6 là mình sẽ chọn đáp án A nhé. Chọn khu vực nhà ở. Chọn cái phòng nào để mình sắp xếp đồ đạc trước. Tiếp theo là câu 7. Trong phòng ngủ không nên sắp xếp loại đồ đạc nào sau đây? Như vậy trong phòng ngủ thì mình sẽ sắp xếp bàn học được đúng không? Tủ quần áo được. Tranh treo tường cũng được, nhưng mà không nên sắp bàn khờ vô nhé. Bàn khờ người ta không để ở trong phòng ngủ nhé, đúng không nè? Vì bàn khờ là người ta phải đốt nhang, mà đốt nhang trong phòng ngủ rất là ngột khờ đúng không? Tiếp theo là câu số 8. Nên đặt bàn học ở vị trí nào trong phòng? Như vậy là mình sẽ có 4 đáp án: kính đáo, tránh gió bụi, ánh sáng chiếu thẳng vào. Đáp án B là ngay cửa ra vào. Và đáp án C là yên tĩnh đầy đủ ánh sáng như là gần cửa sổ. Như vậy thường người ta sẽ đặt bàn học ngay gần cửa sổ để có ánh sáng và có không khí đúng không? Tiếp theo là câu số 9. Nên đặt giường ở vị trí nào? Như vậy là mình cũng có 4 đáp án: kính đáo, tránh gió bụi và ánh sáng chiếu thẳng vào. Như vậy mình thấy là đáp án A đúng đúng không? Khi mình đặt giường thì mình sẽ cần kính đáo, tránh gió bụi và tránh ánh sáng chiếu thẳng vào. Và cuối cùng là câu số 1. Trong phòng tiếp khách thì không nên sắp loại đồ đạc nào sao? Sắp xếp loại đồ đạc này. Đồng hồ được đúng không? Phòng tiếp khách thường hay có đồng hồ. Giường ngủ tất nhiên là không được đúng không? Giường ngủ ta để trong phòng ngủ chứ không để phòng tiếp khách được rồi.
Như vậy mình sẽ chọn đáp án là đáp án B, không đặt giường ngủ nhé. Tranh treo tường thì được, bàn thờ cũng được, nhưng mà không được đặt giường ngủ ở phòng tiếp khách đúng không? Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.